Đại ca, chúng ta còn phải đi bao xa nữa? Nặng quá, ném xuống đây không phải là được rồi sao? Kêu cái gì mà kêu, nếu không phải ngươi dùng sức quá mạnh làm chết người, chúng ta làm sao có thể giữa đêm đi đến nơi thâm sơn cùng cốc này chứ? Vốn dĩ muốn cho anh em xem HD livestream, vậy mà mọi thứ đã kết thúc. Có điều, phải công nhận, tuy Lâm Tú Nhi là một con ngốc, nhưng tướng mạo thật là xinh đẹp. Nhân lúc thi thể còn chưa lạnh, ta có nên... Quỷ! A! À, mắt của ta, đại ca! Đừng đụng bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào ta! Ai phái các ngươi đến? Là em gái của cô, Lâm Nhu Nhi. Anh nói hàm hồ, ta vốn không phải họ Lâm, cũng không có em gái. Tha mạng. Xì, thật vô dụng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng là ta đã vì luyện đan thất bại nên thân thể phát nổ mà chết, tại sao vẫn còn sống? Trước giờ chưa từng thấy loại y phục kỳ dị như vậy, linh lực tỏa ra xung quanh cũng thật yếu ớt. So với cổ linh đại lục của ta hoàn toàn không giống, như là một thế giới khác vậy, đau nhói. Y hệt như mẹ cô, đều là thứ hạ tiện, rẻ tiền. Lâm gia làm sao có thể có một đứa con gái ngu ngốc như vậy, đúng là sao trời chuyển thế. Đừng lại gần cô ta, tránh nhiễm phải cái sự xui xẻo đó. Ta là cô ấy thì đã tự sát vạn lần rồi, tránh được những lần bị người khác sỉ nhục. Đây là mảnh vỡ ký ức, xem ra là ta đã trùng sinh. Cha, không ngờ cái kịch bản trùng sinh lỗi thời lại có ngày xảy ra với ta. Dù cho là trùng sinh thì cũng không nên. Ta đường đường là truyền nhân của quỷ y Tiêu Sóc, nữ y thiên tài, cổ linh đại lục vô địch thủ, sao lại có thể trùng sinh trên một tiểu cô nương tội nghiệp? Thân thể yếu đuối, tâm trí ngớ ngẩn, lại còn gặp phải kế mẫu và kế muội cực kỳ ác độc. Nói cô ta là nữ chính có kịch bản bi thảm nhất cũng không quá lời. Ta muốn xem thử, đường đường là một quỷ y truyền nhân như ta, ai dám chê cười ta là đồ ngốc? Những kẻ tâm địa bất lương, dùng trăm phương ngàn kế hãm hại ta, ta cũng sẽ không tha. Giả heo ăn hổ chính là sở trường của ta. 3 giây sau. Chết rồi, sao toàn thân ta lại mềm nhũn thế này? Run rẩy. Những tên cặn bã này thật là vô lại, nhất định là trước khi ta bất tỉnh còn cho ta uống xuân dược. Nhân lúc thuốc còn chưa phát huy tác dụng, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được. Bạc thiếu, chúng ta còn phải đi khoảng 5 cây số nữa, thân thể của ngài hiện giờ còn chịu được không? Hàn khí bốn bề. Không kịp rồi, dừng xe, các ngươi hãy tránh xa một chút, lạnh giá. Vâng. Hự. Hàn khí, phải chịu đựng. Hỏng rồi, càng ngày càng nghiêm trọng, trong tay không có thuốc, phải nhanh chóng đến bệnh viện. Có xe, cho hỏi có ai không? Xin lỗi, tôi gặp phải một chút chuyện, có thể đưa tôi đến bệnh viện gần đây không? Ai đó? Tất cả đều ngoài dự tính. Ấn chặt. Xuất hiện trước mặt tôi là một nam nhân cực kỳ tuấn tú, toàn thân tỏa ra một luồng khí hãi người. Lập tức áp chế ta. Ngươi là ai? Hàn khí ào ào tuôn ra, đây là băng hàn chi độc. Nhiệt độ hạ xuống, lạnh giá. Đây là kỳ độc vạn năm khó gặp, người này làm sao có thể trúng phải? Ta không đủ kiên nhẫn đâu. Nói nhanh, là ai phái ngươi đến? Hỏng rồi, sau khi ở gần anh ta thì ta cũng không chịu đựng nổi nữa. Xuân dược phát tác, có điều lại vừa hay.
lửa trong thân thể của ta. Có ngươi dập rồi. Cô gái này làm sao thế? Lại cho ta cảm giác. Băng hàn chi độc của ta. Không còn khó chịu nữa. Cuối cùng cũng đã ngủ. Phù. Người chúng phải băng hàn chi độc, khi phát tác sẽ cảm nhận như vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn vô cùng. Nhưng hắn ta lại có sức kéo ta vào trong xe, còn ân ái lâu như vậy. Nam nhân này rốt cuộc ý chí mạnh cỡ nào? Người chúng phải băng hàn chi độc, thân mang băng hàn thuộc tính, vừa hay lại có thể giải được sơn dược mà ta chúng phải. Chuyện vừa rồi cũng đã giúp ta giải trừ hết sơn dược trong cơ thể. Ban nãy mãnh liệt quá, quần áo đều bị kéo rách rồi. Nên làm sao đây? Nhìn quanh. Có rồi, hi hi. Vươn tay, rầm rầm. Đinh đinh. Gần gũi lâu như vậy, trả ta một bộ quần áo cũng không quá đáng chứ. Bao năm hành nghề y, lần đầu tiên ta thấy cơ thể tuyệt vời như vậy. Sáng bóng, sáng bóng. Nam nhân này thật cám dỗ người khác. Khoan đã, bây giờ không phải là lúc để đánh giá cơ thể. Nói thế nào đi nữa, ngươi cũng đã giúp ta một lần, xem như ta mắc nợ ngươi. Băng hàn chi độc thực sự hiếm thấy, quỷ y truyền nhân như ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Viết viết vẽ vẽ, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Rời đi, sau này gặp lại. Lâm Tố Nhi. Học, yếu ớt. Học học. Thân thể này quá yếu ớt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là tìm người tính sổ, sợ rằng sẽ chết sớm vì mất nước. Sớm biết như vậy, ban nãy đã lái xe của nam nhân kia đi rồi. Dù sao hắn ta cũng đang ngủ, ném hắn ta ra đường là được rồi. Trộm xe bỏ chạy còn tốt hơn bỏ xác tại nơi hoang vắng này. Lung linh. Lấp lánh. Ồ, đây là ngọc dược linh. Đây rõ ràng là miếng ngọc thần ta nghiên cứu trước khi chủng sinh. Tại sao lại có thể ở đây? Phát sáng. Á, à, đây là. Xem ra ông trời đối xử với ta không bạc. Chủng sinh cũng không quên cho ta lỗ hổng. Và lỗ hổng này, nhìn là đã biết, không giống với những thứ làm màu giả tạo ngoài kia. Vật gì đang phát sáng? Nhặt lên, xoạt. Quả mỹ mỹ. Công dụng, làm đẹp da trắng như tuyết, đẹp như tiên nữ hạ phàm, giảm béo, vừa giảm cân, vừa nâng ngực, lập tức có được thân hình đẹp. Tẩy tỉ hoàn kinh, trùng tố gân cốt kinh mạch, còn có thể phát triển chiều cao. Linh quả này trong không gian đã hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, ăn nó nhất định sẽ tăng cường thể chất. Nuốt. Sức lực đang tăng lên. A, tràn trề sáng bóng. Vết thương lành rồi, da rẻ cũng đã đẹp hơn. Qua, cả móng tay cũng lấp lánh. Giọng nói ôn hậu của đại thúc không sai, không cần uống thuốc hay chích thuốc, chỉ cần ăn một miếng, thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, mặt mộc ra đường cũng không ngại. Vốn dĩ bản thể có chút cận thị, hiện tại cách xa mấy mét cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đến cả những tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe rõ. Giọng nói ôn hậu của đại thúc, nghịch tập Bạch Phú Mỹ, chinh phục tiểu thịt tươi, giành được Cao Phú Soái, trở thành người nổi bật nhất toàn thôn. Ngươi là ai mà dám tranh giành với ta? Giọng nói ôn hậu của đại thúc, ta chỉ là người dìm hàng. Ta nghỉ ngơi ở bên trong được 3-4 tiếng đồng hồ, hiện tại bên ngoài trời mới chỉ hửng sáng. Thời gian ngoài này và trong không gian có vẻ không đồng nhất. Chỉ cần sử dụng tốt không gian này, sớm muộn công lực cũng sẽ hồi phục. Bây giờ
bắt đầu trả thù. Bác thiếu, râm. Anh sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Nhìn trái nhìn phải. Tránh xa ta ra. Âm âm. Rõ ràng lúc trước mỗi tháng chỉ phát tác một lần. Lần này đang yên đang lành, mới nửa tháng đã đột nhiên phát bệnh rồi. Ua, khóc lớn. Hu hu hu, bác sĩ Âu Dương, anh mau kiểm tra giúp bác thiếu của chúng tôi đi. Vội cái gì, ha ha. Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là khi phát tác, toàn thân sẽ cảm thấy như băng châm đâm vào xương, đau đến mức sống không bằng chết. Nhưng cậu không cảm thấy. Căn bệnh này rất phù hợp với bụng dạ đen tối và khí chất máu lạnh của ông chủ của cậu sao? Có điều hãy yên tâm. Kim Bài Y Tông, truyền nhân đời thứ 233. Có Âu Dương ta ở đây, nhất định không để hắn xuống đánh cờ với Diêm Vương một cách thuận lợi đâu. Bác Khuynh Ngang, nói thật cho tôi biết. Cậu giấu tôi lén uống thuốc phải không? Nơi xa xôi hẻo lánh, ta lấy đâu ra thuốc mà uống? Vậy sao độc tố trong người của cậu lại ở mức thấp như vậy? Thậm chí còn thấp hơn lúc tôi tiêm thuốc giảm đau cho cậu. Tối qua sau khi gặp cô gái kia, độc tố trong người ta không hiểu vì sao lại giảm đi. Cơ thể sau khi hồi phục cũng không cảm thấy đau như lần trước. Cô ấy rốt cuộc là ai? Dáng vẻ của bác thiếu không phải là đã gặp phải nữ quỷ rồi đấy chứ? Nữ quỷ? Không sai. Tối qua lúc tôi chạy đến, không những nửa thân trên cơ thể của cậu ấy bị lột sạch, mà trên cổ còn có nhiều vết hằn khó hiểu. Trên mặt hình như còn có lời nguyền độc ác được viết bằng máu. Bác thiếu thật tội nghiệp, từ nhỏ đã trúng phải băng hàn chi độc, hiện tại còn bị nữ quỷ câu hồn xích mệnh, phải làm sao đây? Đứng dậy, chuẩn bị xe. Bác thiếu, anh muốn đi đâu? Vụt. Khoác lên. Bắt quỷ. Tòa nhà Đế Hào. Anh Viễn Chi, đẹp không? Không cần hỏi, nhu nhi của anh mặc gì cũng đẹp. Anh đó chỉ biết lựa lời ngon ngọt. Anh Viễn Chi, anh có trách em không? Vốn dĩ người đính hôn với anh hôm nay là chị Tố Nhi mới đúng. Con ngốc đó làm sao so được với em? Nếu không phải hai nhà Lâm Tống có giao tình nhiều đời, nhìn cô ta một chút thôi cũng làm bẩn mắt anh. Em yên tâm, chờ cô ta quay về, anh sẽ tìm một nam nhân lén lẻn vào phòng ngủ của cô ta. Lúc đó mới đưa cha mẹ tới bắt tại trận, nói cô ta không giữ phép tắc, việc này không phải là giải quyết rồi sao? Việc đến nước này cũng chỉ còn cách đó thôi. Bắt tại trận, còn phải xem Lâm Tố Nhi cô ta có còn mạng trở về không đã. Ta đã sớm chuẩn bị hết rồi, đợi bọn lưu manh ta phái đi được sướng xong, lập tức sẽ làm cho cô ta mù mắt điếc tai. Mới đưa đến nơi thâm sơn cùng cốc, bán cho tên côn đồ 50 tuổi làm vợ. Dù bản lĩnh của cô ta có lớn đến mấy thì cũng không thể thoát ra ngoài. Lâm Tố Nhi, thông minh thì tốt nhất, nên tự vẫn đi. Kiếp sau chọn nơi tốt mà đầu thai rồi hãy đấu với ta. Á, Râm, Nhu Nhi, em không sao chứ? Đau chết ta mất. Là ai? Ta. Chị làm sao quay về được? Sốc. Nghe nói em gái muốn đính hôn với hôn phu tương lai của ta. Chị gái ta đây, đến chúc chén rượu mừng. Sao? Không hoan nghênh à? Đại sảnh tòa nhà Đế Hào. Lạnh lùng. Sao lại như vậy? Không thể như thế. Con ngốc Lâm Tố Nhi không phải đã sớm bị bọn lưu manh chơi cho gần chết rồi sao? Tại sao còn xuất hiện tại tiệc đính hôn chứ? Không những thế, trông cô ta còn có hơi khác so với bình thường. Khí chất phát ra. Cảm giác này hoàn toàn giống như đã đổi người khác. Giọng nói ôn hậu của đại thúc, thực tế đúng là đã đổi một người. Thì thầm to nhỏ, ây ây,
Không phải nói Lâm Tố Nhi là con ngốc sao? Chẳng lẽ là chịu đả kích bởi hôn phu tương lai bị cướp mà tư tưởng khai thông rồi? Ồ, đó không phải là hai chị em tranh giành một nam nhân sao? Việc này cũng thật hấp dẫn. Ta cảm thấy chính thất hợp hơn. Ha ha, chờ xem kịch hay. Dùng sức. Chính thất thì làm sao chứ? Vị trí đó vốn dĩ phải thuộc về ta. Ta tuyệt đối không để tiện nhân cướp mất anh Viễn Chi. Chị A, yếu đuối đáng thương, sao chị đột nhiên trở về vậy? Chị, sao người không nói chuyện, em sợ lắm. Cúi đầu vô tội, ẩn chứa nước mắt, khe khẽ mím chặt. Cực kỳ đáng thương, tỏ vẻ yếu đuối, chiếm thế hạ phong, giành được sự đồng tình của dư luận. Nai tơ chính hiệu. Tí chiêu trò này là muốn ra ngoài tác quái rồi sao? Dù mặc đẹp đến mấy cũng không che được một thân giả nai của cô. Câu này của em hỏi ra là thấy kỳ quái rồi. Lại gần. Chẳng lẽ em trước khi hỏi đã biết chị không thể đến tham gia được sao? Sững. Ý em không phải vậy. Chị trách nhầm em rồi. Chỉ là cả đêm hôm qua chị không về nên em nghĩ chị không muốn tham gia thôi. Xem tí nữa thì lỡ lời. Lâm Tố Nhi, tự cô không đến tiệc đính hôn còn dám trách người khác. Anh Viễn Chi rưng rưng nước mắt. Là cô tự mình từ bỏ, bây giờ cô muốn lấy lại vị trí của Nhu Nhi, vọng tưởng muốn làm dâu Tống gia sao? Nói cho cô biết, không có cửa đâu. Tống Viễn Chi, có phải anh hiểu lầm rồi không? Từ đầu đến cuối tôi đều chưa từng nói sẽ đính hôn với anh. Ta đến là để chúc mừng hai người đính hôn. Cái gì? Đến vội quá nên không kịp chuẩn bị lễ vật, đành tặng một câu đối ta nghe được trên đường đến để chúc mừng. Câu đối bên trên là: gái ngành hợp với chó điên, thiên trường địa cửu. Câu dưới là: tiện nhân lấy vợ, gắn bó keo sơn. Tiện nhân. Cặn bã. Cô. Tiện nữ, đáng ghét. Ta còn biết câu tiếp theo. Tiện nhân Lâm Tố Nhi lại dám sỉ nhục ta trước đám đông. Đáng ghét, ta quyết không bỏ qua cho ngươi. Ta còn biết câu tiếp theo. Tiểu Tam, lừa lấy, cả đời không đổi. Bạn đại biểu của lớp, mời ngồi xuống trước đã. Vâng. Đôi câu đối này hình dung rất chính xác. Ha ha ha, giành hôn phu tương lai của chị gái, cô ta không phải chính là Tiểu Tam sao? Đáng ghét, cô cho rằng ta không có chuẩn bị gì sao? Chị, sao có thể nói em như vậy? Lúc đó là chị nói không muốn gả cho anh Viễn Chi, nên em mới thay chị đính hôn. Bây giờ chị lại đến lễ đính hôn chửi em. Các vị, chị tôi thực ra sớm đã có nam nhân khác, vì vậy chị ấy mới không đồng ý gả cho anh Viễn Chi. Mọi người nhìn xem, đây chính là chứng cứ chứng minh tối qua cô ta đã ở cùng với nam nhân khác. Ái chà, chuyện gì đây? Đã đính hôn với Tống thiếu gia còn đi với nam nhân khác, bây giờ quay lại giả thanh cao làm loạn hôn lễ của em gái, đúng là mặt dày. Người phụ nữ này đúng là không giữ đạo phụ nữ. Đây cũng chỉ là một tấm ảnh mộc của ta thôi, có thể nói lên được gì chứ? Em gái thích chụp lén ta, tật xấu đó còn chưa bỏ sao? Vì vậy ta ăn miếng trả miếng, cũng giúp em chụp vài tấm ảnh mộc. Giờ ta tặng lại cho em đây. Cái gì? Không nhìn ra sao, Lâm Nhu Nhi ở bên ngoài mềm yếu, thực tế bên trong lại rất phóng đãng. Nhìn những tấm ảnh này, không dưới 20 nam nhân bị lừa đâu. Đả kích lớn quá, ai có thể chịu nổi đây? Đừng nghe bọn họ ăn nói hàm hồ. Bức ảnh này không phải là em đâu, đấy nhất định đã photoshop rồi. Người trong hình vốn không phải là em, anh Viễn Chi, anh phải tin em. Im lặng. Những người đang chờ đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Bất kể xảy ra chuyện gì, Nhu Nhi, anh đều luôn tin tưởng em.
non xanh nước biếc, chính là núi vàng núi bạc, chân tình mênh mông như thảo nguyên. Anh Viễn Chi, thâm thúy quá. Cảm ơn anh Viễn Chi. Không có chi, nên thế mà. Hai tên lưu manh này cũng không ngốc, còn biết chụp ảnh để giữ lại về sau. May thay, sau khi từ không gian trở về, ta đã ngay lập tức giáo huấn cho bọn chúng một trận. Em gái tốt của ta, chúc mừng em và Tống Viễn Chi đính hôn. Người dám để canxi mọc trên đầu là thứ quý hiếm đấy, nhất định phải trân quý người đó nhé. Có điều, chị còn muốn nhắc em một câu. Nhớ lần sau phẫu thuật thẩm mỹ thì nhờ bác sĩ làm chuẩn một chút. Không cẩn thận sửa nhầm cả đầu óc. Biến thành vừa ngu, vừa ác độc. Lâm Tố Nhi, đủ rồi, nghiệt nữ, đang yên đang lành đến đây làm loạn hôn lễ à? Lâm Ngạo Thiên, thật là làm mất mặt Lâm gia chúng ta. Nắm lấy. Mày phản rồi sao? Còn muốn chống lại à? Đây là Lâm Ngạo Thiên, cha của Lâm Tố Nhi sao? Con gái cả đêm không về, không tìm thì thôi, đằng này chỉ lo đến mặt mũi của bản thân. Loại cha như này chi bằng không có. Nhanh chóng cút về nhà cho ta, đừng ở đây làm mất mặt nữa. Râm.